Sau khi kết hôn, Mizu và ông xã thiếu gia Minh Đạt cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Nữ diễn viên cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên nửa kia trên mạng xã hội. Gần đây, Mizu đã đăng tải đoạn video tình tứ bên ông xã thiếu gia. Cuộc sống ngắn ngủi, không cần áp lực hoàn hảo lên bản thân, đơn giản hãy là chính mình, thoải mái, chiêu chiêu và yêu thôi, cô viết. Dưới phần bình luận, netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi. Đáng chú ý, ở đoạn video này của Mizu còn xuất hiện tìm kiếm gây sốc về thiếu gia Minh Đạt. Cụ thể, phần tìm kiếm xuất hiện dòng chữ, vợ cũ Minh Đạt chồng Mizu. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2024, nữ diễn viên sinh năm 1989 từng khẳng định nửa kia kém cô 1 tuổi, chưa từng lập gia đình. Tại đám cưới hàng môn, Mizu từng gây xúc động khi nhắn nhủ đến chồng, em đã dành cả thanh xuân của mình để chờ đợi, chờ một người đủ hiểu, đủ thương để cùng mình vượt qua những sóng gió. Em tin, tất cả cuộc gặp gỡ ở trên đời đều có sứ mệnh sắp đặt sẵn. Trước khi gặp anh, em không biết ngày nào hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình, em cứ bước đi trên con đường mình đã chọn, em sẽ không dừng bước nếu chưa tìm được đúng người. Em vẫn tin vào định mệnh, tin vào sự kiên trì của con người. Em tin rằng giữa thế giới bao la rộng lớn này sẽ có một người đặc biệt dành riêng cho mình, đang ở đâu đó và chờ đến ngày hội ngộ cùng em. Cho đến ngày em gặp anh trên con tàu định mệnh đó, em nhận ra con đường mình đang đi, sự kiên nhẫn chờ đợi hạnh phúc của mình tất cả là để được ở bên anh, một nửa của cuộc đời mình. Mizu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, quê thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2007, cô giành quán quân một cuộc thi dành cho tuổi teen, sau đó trở thành mẫu ảnh đình đám. Sau này, cô tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và từng tham gia một số dự án phim như Thiên mệnh anh hùng, Mùa hè lạnh, Những thiên thần áo trắng. Ngoài diễn xuất, cô là giảng viên, doanh nhân. Hồi tháng 3, Mizu tốt nghiệp Á khoa thạc sĩ, chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, Mizu đã chia sẻ đoạn video một ngày đi dạy học cho các sinh viên khoa thiết kế thời trang ở trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Nữ diễn viên được khán giả khen ngợi bởi nhan sắc cuốn hút, phong cách thời trang lịch sự khi làm giảng viên. Mizu còn tổ chức cho học trò buổi thực tập, tham quan các doanh nghiệp lớn. Ngay sau đám cưới, Mizu đã quay trở lại công việc giảng dạy ở trường đại học. Cô thể hiện sự đam mê, tâm huyết với công việc giảng viên. Trước đây, Mizu cũng chia sẻ vlog về một buổi sáng của cô dâu mới. Cặp đôi đang sống trong một căn hộ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, không sống chung với nhà chồng tại căn biệt thự bề thế ở quận 7. Cơ ngơi riêng của cặp đôi được thiết kế hiện đại, sang trọng với tông ghi xám làm chủ đạo. Mizu cũng từng đưa học trò về nhà riêng để hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp. Dù mất thêm thời gian và công sức, song nữ diễn viên cho biết mình không lấy học phí dạy kèm, mọi thứ đều xuất phát từ sự lo lắng cho sinh viên. Bên cạnh đó, cô vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật như chấm thi hoa hậu, làm khách mời của các sự kiện giải trí. Trước đó, trên trang cá nhân của mình, Mizu đã đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc bình yên bên chồng là doanh nhân Minh Đạt. Cả hai khóa môi áp má cực tình tứ và hạnh phúc. Nữ diễn viên cũng chia sẻ về những thói quen đời thường khiến cuộc sống hôn nhân trở nên lãng mạn hơn. Mizu viết, yêu thương không đến từ những điều hoàn hảo. Nó đến từ những giây phút mình cứ sống và cứ yêu thôi. Như tặng nhau một bó hoa, hôn nhau vào buổi sáng, nắm tay nhau cùng đi dạo. Có những hạnh phúc sẽ đến từ những việc rất nhỏ, rất đời thường như thế. Thế nên, đâu cần phải áp lực hoàn hảo mới được yêu, đơn giản hãy là chính mình, thoải mái, chiêu chiêu và yêu thôi.